bà xuất đây bà con này cơ đã con đo đây là bà đã này cơ ruột lấy bà đã nó bà con ơi chứ hết prang chứ có về con đo tôi rút rút tự rút tưng ở sau miền cái lấy mình đã đây cơ đã tập bộ cái run mùi bà con ơi đã chỗ này đã đi chọn bà con ạch đây nhiều bà xóm tầm miền miền chứ mới tỏ đã rồi tôi cũng muốn tiền đồng phố này còn đờ một lần mà sinh ngay cái mẹ nó rồi được chuyện năm việc cắt này năm đờ lần sợ như bồn tầm bồn này đã cho mình định tầm miền miền ông bồn xa mình mới như bồn như bạn plau về đờ một cho tôi crom nữa định tầm miền đi ở thêm bồn này tầm bồn này đã pi bồn sang cục màn trăm và môi tiền bồn này cái nuôi khu bồn này cái miền này tên đó tao mưu mũi tiết đồng bồn miền ạc hình bồn mũi tiết đồng này ạch đây mình tầm miền nó rốt ở tên này lấy cái mà thông lo nè nhưng ta mới còn đo đi ở đây nè bố nè đã cho lên được pi rồi nên cái tức ốp bằng tức ốp những nè bao khoa ao bố nè bánh đã chả ta chả nai rô đồng bố nè bánh nhóm sắp đạp đưa xì miền tế ôi về khá lần để tiện tiền đã tôi mũi tiền đồng bộ này chẳng tôi mới mũi tiền đồng bộ này cho lên cài thay thay vào này đã cho mới mua anh băng vào đây chặt tê vào đây anh đi một cái sờ sờ cho mọi người nim bôn đã lòng nim mua mày cười nhà tên người ta nôn đi đang ảnh đây ta nôn không cũng không có gì chọn chụp bản tính chế độ ốp đấy mình bốn biết được nghĩa đó mười nó mười chín đây là cân nong luôn luôn rồi tiệm miền ở đây bốn ngày những nào các chăm màu ôn tiếp trước các thêm một bốn mươi cốc đọc tại một bốn này cầm một mươi cốc mà thêm bốn đó mình cốc một bốn đã cho mà đọc cốc một bốn thành tâm bộ này mười má thì cho miền trò thế ơi nhìn thấy một đêm nhìn thấy cao rồi đó mười một tiền bốn ơi thấy cao nhìn chừng ô nét lượn của đấy nó đã chậm nhỉ mấy nhận tên này đã chậm mình chờ bốn trăm tuổi đó thì bụng trệ luôn ăn thịt cà sao
cả phần đây tre ngồi đi đặt vào tất cả một bốn tre đã pì đấy nữa mình sẽ không bắt thế không on ôm điện tất cả bốn đấy tất cả nhưng mà tầng xe cắt ập tiếp mình sẽ làm ôi thì vừa một là cho coi vô đấy em biết ở đây lấy cái thôi ở đâu hôm nay mình ăn hơi cục hay chỉ mà đắp mùi này bạn có đắp mùi này mà mùi phải hay cờ mồm bạn ăn bạn kia leo vừa đây thì chắc đau rồi nên tay mình bị ốc quần vô này để tạm đàn tôi sẽ nào video bao nhiêu thứ để hộ này nặng lộ mình quần mơ mình đã biết ốc quần tay vòng vô này và nếu leo vô mình là bạn này.